Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin thị xã Hòa Thành của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống bệnh trên gia súc gia cầm. Gần 2,3 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn thị xã Hòa Thành Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tại thị xã Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2023. Theo đánh giá, cuộc diễn tập năm nay đã được thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai triển hành tốt, đảm bảo theo cơ chế lãnh đạo của Đảng các lực lượng tham gia diễn tập luôn chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu, xử lý tốt những tình huống đặt ra, bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng cho 15 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hòa Thành năm 2023. Phát biểu tại hội nghị giao ban giữa ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã Hòa Thành với các tổ chức chính trị xã hội về công tác ủy thác cho vai 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thị xã Lê Hồng Vân đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các nguồn vốn tín dụng chính sách cụ thể phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân thị xã yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội cần thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời triển khai thống nhất cách làm đối với những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung rà soát đối tượng khẩn trương triển khai hồ sơ cho vay các chương trình để thực hiện giải ngân kịp thời trong những tháng cuối năm đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân góp phần giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội tại địa phương từ đầu năm đến nay, công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, các cấp các ngành có liên quan đã tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm, thường xuyên kiểm tra kiểm soát giết mổ động vật và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêu độc khử trùng và kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm theo từng đợt trong thời gian tới lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các địa phương đơn vị có liên quan cần thực hiện ra soát lại toàn bộ đàn chật nuôi thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi và tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi kiểm soát chặt chẽ vấn đề dẫn chuyển buôn bán gia súc gia cầm trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Trong 9 tháng năm 2023, công tác chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội luôn được các cấp các ngành trên địa bàn thị xã Hòa Thành quan tâm, thực hiện có hiệu quả, theo đúng phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong 9 tháng năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp của thị xã đã vận động ủng hộ được gần 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành xây tặng được 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Tổ chức trao tặng hơn 2.700 xuất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 740 triệu đồng trong năm học 2022-2023, phong trào chữ thập đỏ trong nhà trường ở thị xã Hòa Thành đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà hậu tâm tích cực tham gia, qua đó đã triển khai thực hiện các hoạt động công tác xã hội nhân đạo đạt kết quả tốt. Trong đó nổi bật là phong trào tặng sách bạn nghèo với gần 7.000 học sinh đăng ký tham gia, quyên góp được hơn 11.000 quyển sách và 2.500 quyển tập dẫn động mạnh thường quân trao tặng nhiều xe đạp học bổng và hàng ngàn phần quà cho các em học sinh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá hoạt động công tác nhân đạo xã hội và chăm sóc sức khỏe trong năm học vừa qua là gần 3 tỷ đồng và trên 51.000 ngày công lao động. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và phong trào chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023. Quý khán giả thân mến, bản tin thứ sáu hòa thành kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý, quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.